Xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về một chiếc Outlander cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. À, mà phải nói là Outlander mà hai cầu mà máy xăng là cực kỳ hiếm luôn. Đó, hôm nay chiều về đúng một chiếc. Thấy không? Anh chị nhìn cái đầu đèn nè. Đèn hai đèn bi nha. Nó thuộc dạng đèn led nên chị nha. Chỉ có premium mới có thôi. Đó, premium hai cầu. Quá trời đẹp, xe 7 chỗ ngồi rộng rãi nè. À, mà cái nước sơn còn đẹp anh chị nha. Nội thất cũng còn đẹp nha. Vỏ xe 39.000 cây nè. Đây, vỏ xe còn rất là dày luôn anh chị. Đây. 39.000 cây. Anh chị thấy không, vỏ xe còn rất là dày, quay luôn cái gầm cho anh chị coi luôn này. Đây, gầm bọng nè. Đó, còn ok luôn anh chị nha. Để chị đi vào cái nội thất nè. Đây, tấp bi cửa còn đẹp nè, thấy không? Dàn ghế da còn đẹp nè. Thì em nói anh chị, xe này 2.4 hai cầu máy xăng thì chỉ có chạy gia đình thôi anh chị. Không có ai mà đi mua cái xe này đi kinh doanh anh chị. Đó, đây. Đẩy số vô lăng nè. Ga tự động nè, vô lăng còn đẹp quá trời vậy không? Đây. Vô lăng còn quá trời đẹp luôn, hai cầu nè, 4WD nè. Thắng tay điện tử nè, tự động giữ thắng nè, làm mát ghế đầy đủ luôn, số tự động nè. Máy xăng 2.4. Đó, điều hòa hai dùng luôn. Có cửa sổ chờ cho anh chị luôn nè, dàn cái da còn đẹp nè. Chạy 39.000 cây. Máy xăng hai cầu anh chị, 595 triệu thôi. Một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh chị luôn. Đó, 7 chỗ ngồi luôn anh chị, đi gia đình là phải nói là cực kỳ thoải mái luôn. Anh chị nhìn thấy cái hàng ghế thứ hai thôi, anh đã rộng rồi chị không? Rộng rãi, ngồi thoải mái anh chị ha. Đó nè, vỏ xe này còn rất là dày luôn, cướp điện luôn vậy nha. Cái này là cướp điện nha. Đó. Thấy không? Đây nè. Đó, chị quay cái bánh xe dự phòng cho anh chị coi nè. Đó, đây cướp điện là vậy nè. Đó. Hàng ghế thứ ba nè. Nếu mà mình không sử dụng hàng ghế thứ ba, mình xếp nó xuống là mình sẽ có một cái cúp đồ cực kỳ rộng luôn anh chị. Đó, xếp xuống. Thấy không? Là mình sẽ có một cái cúp đồ cực kỳ rộng. Đây. Đó, premium là có cúp điện anh chị nha. Outlander Premium 2018 595 triệu 7 chỗ ngồi, đi gia đình. Máy xăng hai cầu. Full option, full công nghệ. Anh chị nào muốn tìm một chiếc xe gia đình á, ghé chỗ chiều coi thử xe này anh chị. Đây. Xe này là phải nói là xe gia đình luôn đó. Này, 39.000 cây. Đâu, khởi động nút bấm nè. À, lẫy số vô lăng nè, ga tự động nè. Hai cầu nè, đó, làm mát ghế nè. Thắng tay điện tử tự động giữ thắng nè. Đây. Rồi, chiếc này chịu bán nhà 595 triệu nha, máy xăng 2.4 nha. Anh chị có quan tâm liên hệ chịu đến coi xe anh chị nha.